Ok, video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách sa kèo lên Facebook cho những anh em mới nha. Ok, trước tiên anh em phải vào bài gạch nè. Anh em vào nhóm. Để có nhóm để sale á là anh em phải tìm. Và anh em phải ví dụ như các kèo AmDrop đi. AdDrop. Anh em nhấn chữ AdDrop là nó sẽ ra rất chi là nhiều nhóm AmDrop để anh em tham gia. Đấy, anh em tham gia hết vào cho mình. Ok chưa? Như mình nè, tham gia hết luôn. 5, 60, 70 cái nhóm gì tham gia hết cho mình. Rồi xong. Anh em có nhóm rồi đúng không? Bây giờ anh em tiến hành share kèo. Bây giờ là mình vào nhóm của bạn này. Rồi. Bây giờ mình đăng cái kèo của mình lên đây. Nhấn vào tạo bài viết này. Dán kèo lên. Ok giờ bấm đăng này. Rồi. Đợi một tí cho nó đăng lên đã. Rồi. Đăng xong rồi đúng không? Đăng xong rồi anh em bấm vào chia sẻ. Anh em bấm vào chia sẻ lên nhóm này. Rồi, bắt đầu chia sẻ lên các cộng đồng kiếm tiền online này. Rồi, bây giờ mình quay ra mình xem thử nó đã chia sẻ lên chưa nha. Đây, nó đã chia sẻ rồi này. Ok chưa? Xong bây giờ mình quay lại cái trang mình đăng kèo đầu tiên á. Đây. Anh em bấm vào lại chia sẻ tiếp này. Anh em tiến hành chia sẻ lên các nhóm tiếp theo này. Cộng đồng Climb Rope này, thấy không? Đăng lên. Tiếp tục. Rồi coi miễn phí này. Chia lên. Rồi đăng lên. Đăng. Kiếm tiền online tại nhà này, đăng luôn. Đăng hết có nhóm nào liên quan đến kiếm tiền là anh đăng đây. Đăng hết cho mình. Không vừa nhóm nào hết. Những cái nhóm này nó không liên quan đến nha anh crypto thì anh em khỏi chia sẻ này, những cái nhóm kiếm tiền thôi, thì một trong nhóm đó những người họ sẽ biết về cái crypto và AmDrop thì họ sẽ làm, còn những cái nhóm mà họ mua bán online thì họ không biết nên là chúng ta không có chia sẻ đó. Kiếm tiền online tại nhà 4.0 này, KC coi kèo gì đăng hết, nó kích thì thôi bỏ. Kiếm nhóm khó đăng, sợ gì? Thiếu gì nhóm? Chéo follow TikTok rồi, chéo này, đăng luôn. Đăng.
Rồi, hết rồi. Bây giờ mình quay lại nha. Bấm tìm kiếm lại này. Rồi, mình đã chia sẻ thành công rồi. Đơn giản, công việc đơn giản luôn, mỗi ngày của mình là như vậy thôi. Có kèo là đăng lên các nhóm xong là làm kèo khác. Đây, anh em cũng thấy là được 42 lượt chia sẻ này. Và sắp tới mình cũng sẽ lập các nhóm để mình làm về cái nhóm đăng kèo cho anh em tham gia. Ok anh em nhớ follow và like video giúp mình để mình có động lực làm những video tiếp theo.